dòng nhớ. Sáng nay má tôi lại ra đứng tần ngần ở chợ 379, nghiêng nghiêng ngó ngó một hồi, biếu nhỏ chèo đò, chèo dài dài chợ nổi. Chợ rau bán rau trái, dậy động cả một khúc sông. Má tôi thấy ghe nào cũng lần xuồng lại, dầm mặt chủ rồi đi. Con nhỏ chèo đò chắc là chèo mối. Nó biết bà già định đi đâu, định làm gì, nên nó biểu: "Không hỏi thăm thì vô phương kiếm ra ngoại ơi." Má tôi ngẩn ngơ: "Ờ, hỏi chứ. Ờ, chú ơi chú, thím ơi, tôi muốn hỏi thăm người quen." "Ờ, tên gì? Ghe bán giống gì?" "Ờ, tên Hai Giang, ghe bán hàng bông." "Trời đất, ở xứ này nghe, có tỷ ghe bán hàng bông, mà cũng có biết bao nhiêu người tin gian. Vậy tướng tá người đó ra làm sao?" "Ờ, bây giờ đâu có biết ra làm sao. Bị gặp được có một lần đâu 16 năm trước, nhớ sao tả vậy nghe. Ờ, đàn bà, chừng 60, trạc tuổi tôi, tóc dài, da ngăm ngăm, không đẹp cũng không xấu, mới đầu thì đi với chồng, sau chồng bỏ lên bờ, bị cực quá trời mà, hồi trẻ đó thì có đứa con gái đầu lòng đâu chừng 7 tháng tuổi thì rớt xuống sông chết. Vậy thì đông lắm, bị người sống trên chợ này, hễ 10 thì có 5 người y chang hoàn cảnh vậy, dân 3 chìm 7 nổi, 9 lên đên mờ, bộ chị không nghe làm sao? Vậy, mà người đó quen làm sao, tìm cái bộ cực dữ vậy? Ờ, thì cũng quen, chà, không biết đó làm sao bây giờ hen, dài dòng lắm, bị là vợ của chồng tôi mà. Nếu vậy thì dài dòng thiệt, chuyện tình tay ba mà phim dính vô chuyện này cũng 5-7 tập trở lên, còn cải lương lâm ly thì không biết bao nhiêu là nước mắt. Má tôi nói hoài hả, 38 năm bà về làm dâu nhà chồng, cực có, sướng có, chưa bao giờ nội tôi khắt khe nhỏ nhặt khó chịu với dâu, nhưng mà má tôi vẫn hận nội tôi tới chết mới thôi. Hỏi sao kỳ vậy? Má tôi kéo chéo khăn lên, chậm chậm vô đôi mắt. Bộ, hết người rồi sao, mà nội bay cưới tao cho ổng. Đó, bà chỉ tay ra bến. Gần hết đời rồi, tao có được vui đâu. Đó là lúc ổng, tức ba tôi, chống cây gậy, khật khừng, lang thang xuống bến. Ông dừng lại chỗ mấy cây tra, lấy tay rờ rẫm xăm soi từng cái lá, cái bông, như tay bắt mặt mừng thằng bạn lâu năm mới gặp. Rồi ông lần ra tới đầu bến, đứng với hàng mắm già ngày xưa ông trồng để giữ đất cho khỏi lỡ, để mặc cho mấy cái hoa nắng vàng sơ rơ đậu xuống cái đầu húi cua bạc trắng của mình. Ông già tha thiết nhìn ra sông. Chỉ vậy thôi hả? Rồi khật khừng quay lên, cái chân trái yếu ớt như tựa hẳn vô cây gậy, cứ mỗi lần chân bước, đầu gậy lại xoáy sâu vô đất một lỗ tròn tròn. Cảnh thì quen lắm, thì ngày nào buổi nào ba tôi chẳng làm vậy. Nhưng cứ tụm cả nhà lại, rồi ngồi lặng lẽ dòm. Ai cũng nghe đau đau xót xót, như ai lấy cật tre, cứ tới cứ lui trong lòng. Bởi cái lúc này là lúc sum họp đây. Vậy mà sao vẫn thấy thiếu một người, mà thiếu đúng cái người đang lững thững đi dưới nắng kia mới chết chứ. Sau đợt tai biến mạch máu não lần thứ nhất, nửa người bên trái ba tôi yếu hẳn đi. Tưởng chỉ vậy thôi, tới lần thứ hai, bỗng dưng tâm trí ông già nhớ quên, ít nói, lẫn tha lẫn thẫn. Nhưng còn sống, còn tự mình đi đứng được là may lắm rồi, ai cũng nói vậy. Lúc đó cả nhà đang ở chợ, ba tôi càng lúc càng buồn, hay chống gậy đi. Mấy lần cả nhà bỏ tìm mai đi kiếm ông tở phở. Sau này chỉ cần một mình tôi, vắng ông, tôi chạy xe dọc theo con đường về giường cũ là gặp. Thấy tôi, ông già khựng lại, không nói gì, nhưng cặp mắt khẩn cầu da diết. Tôi làm như không biết, cầm gậy đỡ ông lên xe chở về. Có lần ba tôi khóc, ông khóc rưng rức, nước mắt nước mũi nhiễu nhão lòng thòng. Sau lần ấy, cả nhà quyết định đưa ông về sống trong vườn nhà nội. Vườn bỏ lâu nay, nhưng nhờ cô dưỡng ba ở kế bên nhà trồng trọt trông coi, nên chỉ cần dựng căn nhà lên là ở được. Chuyện cắt cử người ở lại với ba tôi thì khỏi phải bàn, bởi chừng nào mà má tôi bỏ ổng được. Làm gì làm má cũng phải giữ ba má hen. Má tôi xua tay.
Ông còn nguyên đó chứ có đi đâu. Trước không mất, giờ còn sợ mất mát gì nữa. Ôi mà, hồi đó giờ, ông có phải của tao đâu mà giữ bay ơi. Ta tôi là người của sông, không phải ông nhớ giường xưa mà chống gậy về. Ông nhớ sông một ngày 3-4 lượt, lủi thủi chống gậy ra bến, đôi mắt như đang nhìn da diết mà không biết nhìn ai, chỉ thấy mong manh vậy thôi, chơ dơ cô độc. Tự như ông đang ở đây, nhưng tâm hồn ông, trái tim ông, tấm lòng ông chảy tan vào dòng nước từ lâu rồi. Và cũng y như má tôi, ba cũng không sống được mấy ngày vui, vui thật, vui đúng nghĩa. Hồi tôi còn nhỏ, còn sống chung với bà nội, đêm đêm cả nhà đi ngủ, ba tôi ngồi hút thuốc trên bộ giả kê trước nhà, chống rèm lên, ngó ra sông. Kiểu ngồi một chân xếp bằng trên kia dựng lên, rồi tì cái tay cầm điếu thuốc lên cái đầu gối, đêm này qua đêm khác, kiểu ngồi hóng đổi. Nửa đêm má tôi đi ém mùng lại, tôi thức giấc ngó ra, chỉ thấy đốm lửa lập lòe, lúc đỏ rực, lúc lại tắt thiêu thiêu. Má tôi ngồi trong mùng, lặng lẽ nhìn ba, còn ba thì nhìn ra sông. Sông cách nhà một cái bến dài chả ngang đám dừa nước. Nếu không dướng tầm mắt vào đám ô rô mọc lởm chởm chồm từ mé lá lên, không dướng mấy bụi ráng, bụi lứt dại, có thể thấy lồng lộng khúc sông. Đêm sáng trăng, ngồi trên nhà, có thể thấy một dòng chảy líu ríu, sáng loáng. Ban đêm, con sông trước nhà tôi không ngủ, nó thức theo những chiếc tàu rầm rì chạy qua, theo tiếng mái chèo, quẩy chách bục, rập đều. Dài từ ngã ba Dàm tới đây, nước chảy êm, khúc gió, những chiếc ghe đi đêm hay đậu lại nghỉ ngơi. Lâu lâu, có chiếc ghe hàng bông, lặng lẽ, neo lại ngoài bến nhà tôi, treo ngọn đèn trông lên cây đước châm chởm những cái nhánh con, mỗi nhánh lủng lẳng trái khóm trái bầu dầm nắng mưa đã teo héo. Không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng gào tát nước, cọ vô xuồng sao xác. Hừng đông chạy xuống bến, thì ghe đã đi rồi. Những đêm đó, bà tôi hút thuốc dữ, cứ nhìn trông trông ra ngọn đèn đỏ ối nhỏ nhoi buồn hiu ngoài kia. Ba tôi thở dài, má tôi thở dài, chạy qua buồn bên khóc với bà nội tôi, không biết nói cái gì, chỉ nghe lởm bởm tiếng nội lầu bầu. Vậy ra má đã làm sai cái gì? Và má tôi tuyệt vọng. Má ơi, kiểu này, biết chừng nào anh mới quên chuyện xưa hả má? Ngày xưa, ba tôi cũng yêu thương một người. Tự ba tôi chọn, nội tôi dứt khoát không chịu. Nội có tỷ tỷ lý do, nhưng cái lý do lớn nhất là người phụ nữ đó đã có một đời chồng. Ba tôi mới dắt díu người ta bỏ nhà đi sống kiếp thương hồ. Hai người trải qua biết bao nhiêu cơ cực, nào là gặt mướn, làm cỏ lúa, đắp bờ, mới có được một ít vốn. Ba tôi sắm cái máy cô lơ, xuống rẫy bán hàng bông. Họ sống nghèo lắm, mỗi lần đi ghe, đi ngang qua nhà, ba tôi khắc khoải ngó lên, vừa nhớ vừa đau, vì cãi nội. Rồi hai người có với nhau đứa con, nhưng đứa nhỏ bạc mệnh chết đuối, tận cùng đau khổ, ba tôi bỏ về nhà. Được về, ba tôi cũng phải đáp ứng vài điều kiện của nội. Vậy là, ba tôi bỏ người ta giữa dòng bơ vơ. Tôi biết được có bao nhiêu đó thôi, kể ra cũng mấy dòng vậy thôi. Mà cũng phải đợi tới năm 15 tuổi cả nhà mới cho tôi biết. Tôi bật ngửa, chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng người ta vẫn còn nhớ, vẫn còn cắm sào trước bến nhớ ba tôi. Nhưng mà biểu ba tôi quên cái rụp thì làm sao mà quên được. Mà cũng vì ba tôi quên không được, má tôi mới thương ông nhiều. Sau này lớn lên, biết yêu thương rồi tôi mới ngộ ra. Con người ta, nhất là đàn ông, thương ai mà vì nỗi gì đó, quay lưng lại quên mất tiêu thì đúng là không tử tế, không đáng tin chút nào. Với tôi, ba tôi thì quên hay không cũng được. Ba đã sống tốt với cả nhà tôi lắm rồi. Ông sống tử tế tới vô cùng tới thừa. Dường như ông gửi gắm tình thương yêu đến cả những người vắng mặt. Ông ít nói, hiền lành, từ tốn với má tôi. Những lần má tôi bệnh, ba chèo một hơi mười mấy cây số, vừa đi vừa về, đưa má tôi ra trạm xá, không than mệt, không thở ra, tận tụy. Lúc nào cũng mình tôi, mấy bà hàng xóm nghe tuổi cho mình mà khóc. Má tôi cũng quà khóc theo,
cánh mỗi người tự người đó biết, người ta hay đến núi này trong núi nọ vậy mà. Mơ hồ dường như mình mắc nợ ai đó, cả nhà tôi lúc nào cũng cảm thấy không vui, dù hạnh phúc. Hai thứ này sao lại không thể đi chung? Không thấy ai đòi, nhưng nợ vẫn cứ là nợ. Nó rờn rờn quanh quất trong trái bếp ngày ngày khói tỏa, trong mấy chiếc giường ngủ con, trong hai bữa ăn mỗi ngày. Ngồi quay quần như vậy, trong bụng cứ nghĩ có một người nào đó cô độc bơ vơ. Mà tội nhất là nội tôi vốn mê cải lương, nhưng bữa nào tivi chiếu mấy tuồng có bà mẹ chồng ác nghiệt chia sẻ duyên của con dâu là thấy nội tôi rầu. Cho tới lúc cuối đời, chắc nội tôi vẫn băn khoăn trong lòng câu hỏi, vậy ra mình giống mấy bà già trong đó thiệt sao? Má tôi thấy nội bức rứt cũng không tỏ ra phiền muộn nữa, cốt để an ủi nội tôi lúc cuối đời. Khi nội tôi vừa khuất, má quyết định gặp đối thủ một lần, chỉ định nhìn vậy thôi, chưa biết làm gì mà cũng không biết làm gì người ta. Nhưng chắc chắn phải biểu người ta buông tha ba tôi ra, còn gì nữa đâu mà neo ghe trước nhà ngó mông hoài. Chờ đợi rình rập hụt hởi mấy lần, chiếc ghe nhỏ với ngọn đèn đo đỏ lại về đậu trước bến nhà tôi như mong đợi của má. Bữa đó má nói với ba tôi chèo xuồng về chơi bên ngoại một đêm. Gà gái chập đầu, bà trở lại, trên xuồng chất đầy mấy thứ rau đồng. Bà giả đò làm người đi chợ sớm. Ngang qua, má tôi tấp xuồng lại kế bên chiếc ghe than. Tính đi chợ cho sớm mà gió quá, chèo không lên, bậy thiệt. Má tôi tin rằng người đàn bà kia cũng như ba tôi, những đêm như vậy không bao giờ ngủ. Mà thiệt, dì đang trong đèn ngồi theo áo gối, nghe tiếng má tôi dì quay lại, dường như sững sờ, bất ngờ một chút, dì cười. Dạ, đêm nay nhiều gió thiệt. Dì dẹt mớ quần áo ngủ ngang trên cái sạp tre. Chị vô muôi ngồi cho ấm, chờ bớt gió rồi hẳn đi, ngồi ngoài đó cảm sương chết. Má tôi không từ chối, bà buộc dây xuồng lại, bước qua ghe. Bà cao người nên ngồi trong cái muôi lợp bằng lá chầm đóp, phải khom một chút. Họ ngồi đâu mặt với nhau. Má tôi thấy lòng mình bình lặng, lạ lùng. Hồi ngồi dựng cái cảnh gặp mặt này, cứ tưởng là phải làm một cái gì ghê gớm lắm. Có thể vì người đàn bà của ba tôi hiện lên rất hiền, vì mặc chiếc áo cộc tay màu cau khô ở trong, khoác thêm chiếc áo bà ba ở ngoài mỏng te, nhiều mụn giá. Tóc đã bạc nhiều, lơ thơ dài cộng rủ xuống mặt. Sương gió đã làm cho khuôn mặt gì đen sạm, nhăn nheo. Má tôi nghĩ thầm trong bụng, xấu hơn mình nhiều. Má tôi sợ cứ nhìn chằm chằm người ta hoài cũng không nên. Má tôi ngó lo chỗ khác. Đồ vật trên ghe, món nào cũng nhỏ nhắn tuần toàn. Ngay sau lưng chỗ má tôi ngồi, bỏ khoang tát nước, có một cây ớt hiểm, một cây sống đời đang trổ bông, trồng chung trên miệng cái khạp bể. Dì lúi húi dẹp miếng vải đang theo dở, với lấy bình thủy, châm nước vô cái bình trà sức giòi, ho khúc khắc. Má tôi chép miệng, chà, có trà uống thì còn gì bằng, mà chị bệnh hả? Mấy la sông đời này ngầm với muối cũng đỡ ho dữ lắm. Dì ngước lên cười, dạ, lúc này trở gió cũng nhờ nó. Má tôi hỏi, bộ chị đi ghe có một mình sao? Một mình cũng được hả? Dạ, cũng được chị. Ủa, chồng chị đâu? Dạ, anh đi xa lắm. Còn chồng tôi thì theo vợ bé mất tiêu rồi chị ơi. Má tôi nói luôn. Dì nhìn sững má, dường như để xem nỗi đau mất chồng của má với dì có giống nhau. Hồi lâu, dì chợt cúi mặt. Uống trà đi chị, hoàn cảnh của chị cũng buồn thiệt. Nhưng thế nào rồi anh cũng quay về. Thiệt mà chị, đa số đàn ông đều tốt. Tốt sao? Người ta bỏ cô để cưới tôi mà là tốt sao?
Má tôi ngồi lặng tự hỏi, mà không biết nói gì nữa. Cái câu quan trọng nhất chắc không phải nói lúc này. Má tôi ngồi ngó quanh, một ánh đèn nhỏ nhoi thôi cũng đủ hắt sáng dài sau cúng gạo treo trên vách, mấy hũ kẹo, bánh ngọt, tiêu tỏi để bên này, trái cây như khóm, bí rợ, khoai lang thì chất thành hàng bên kia. Sát bên hông dì, dưới tấm vải trắng thêu dở là hai xấp quần áo cũ, người lớn có, con nít có, được xếp ngay ngắn, nhưng hết thảy đều cũ kỹ bạc màu. Má tôi giọt miệng, ủa, chị có con nít hả? Sau này, má tôi nói, đó là cái câu tàn độc nhất mà má lỡ miệng đánh ngay vào nỗi đau của dì. Dì nhìn trân trân vào ngọn đèn, cái nhìn đau lặng. Con bé Phước nhà tôi, vô phước lắm chị à. Tại tôi không cẩn thận, nên cháu vừa mới biết bò, đã té sông, trôi mất tiêu. Cũng mười mấy năm rồi, bây giờ nó còn sống, chắc tôi thiêu gối cưới cho nó cũng vừa. Tôi chim bao thấy cháu nó hoài hả? Chim bao lẳng nhách hả? Tự nhiên tôi thấy con tôi biết nói. Nó biểu, má đừng có bỏ con. Trời ơi, tiếng nó thấy cưng lắm kìa. Dí tôi trả lời, má sẽ sống trên sông hoài, hoài hoài với con. Dí tôi thấy nó cười. Dì nói một hơi dài, giọng dì hơi nghẹn lại. Trời ơi, chỉ có chuyện buồn lòng, mà tôi lại kể chuyện buồn lòng nữa, chắc dì phiền tôi lắm. Mớ đồ này tôi cất lâu rồi, sợ mốc, cứ mấy tháng tôi đem ra giặt lại. Của con nhỏ con tôi có, của chồng tôi có. Chồng tôi chỉ còn giữ lại bao nhiêu đây thôi à. Chị coi tôi khùng không, hỏng giặt thì hỏng được, mà giặt hoài, tới hơi chồng cũng bay, tôi cũng quên mất rồi. Dì cười quay quắt, má tôi chút nữa đã bật khóc. Bà cố nén nghẹn ngào. Đàn bà mình sao khổ vậy? Tiếng gà gáy xa xa, con nước đêm nay mau lớn quá, mới đây thôi mà ngập nửa cái sào neo ghe rồi. Lúc này nước lớn không nghe bìm bịp kêu, mà nhờ không có, chứ nghe bìm bịp kêu càng buồn nữa. Má tôi ngồi bình tâm lại, vậy thì mình nhỏ nhen gì mà dành với người ta chút này nữa. Năm này qua năm khác, mình được sống chung với ảnh, ban ngày ngoài ruộng, ban đêm chung giường, ngó mặt nhau ăn cơm, ngủ cũng đâu mặt lại ngủ. Còn người ta, nhớ thương đất ruột cũng đành ngồi đây ngó lên, giữa đường gặp nhau, chỉ nhìn vậy thôi mà không chào hỏi tiếng nào. Đau lắm chứ. Má tôi nhìn ra ngoài trời, vẫn còn khuya lắm, nhưng đã thấy mấy chiếc xuồng đi chợ sớm lướt qua, tiếng mái chèo quẩy chủm trên mặt sông ngọt nhẹ, cứ tựa chừng lát nước xếp lên nhau như những lát đất cài. Dường như trời bớt gió nhiều rồi, vì nghiêng đầu ra ngó trời, chừng như núi tiếc thảm thốt. Trời ơi, đêm qua lẻ quá, chắc tôi phải đi bây giờ. Sớm vậy sao? Dạ, tôi thường đi trước lúc người ta thức, tại tôi nhiều chuyện làm chị thiêu hỏng xong. Dạ không. Người đàn bà cười, nét mặt thút nhiên buồn bã. Tôi thiêu cho hết đêm, xong rồi lại tháo chỉ ra. Tôi sợ, nếu ông làm gì, tôi sẽ nhớ chồng con tôi. Rồi mắt khóc, cầm lòng không được. Mà đàn ông chịu cực khổ nhiều lắm rồi, lấy nước mắt trói buộc họ nữa, tội họ lắm chị ơi.
Vậy rồi hai người chia tay nhau đi. Nghe nổ mái rồi, khói xịt tơi bời, dì còn dặn lại. Nếu ảnh có quay về, chị đừng có giận ảnh nghe anh chị. Người ta có đi đâu làm gì, thì cũng thương mình chị thôi hả? Má tôi không nói, quay đầu mà khóc. Tháng sau, má tôi quyết định gom mất của cải cả nhà có được ra chợ, mua cái nhà. Ba tôi biết chút ít nghề mộc nên nhận đóng tủ bàn ghế ở nhà. Má tôi chiên tàu hũ bỏ mối, chị tôi mở tiệm mai, tôi vào đại học. Mọi thứ được sắp đặt lại mới mẻ gọn ghẽ. Má tôi bức ba phải xa sông, nhưng chính bà cũng biết, những dòng nhớ vẫn tiếp tục chảy mãi trong hồn ông. Mà chính má tôi cũng không quên cái hình ảnh, cái rổ úp chén, đang bằng nang tre, đã xỉn màu. Trên đó có cái dĩa, cái tô và ba cái chén, ba đôi đũa, như thuở người đàn bà trên ghe, còn nguyên một gia đình. Tới bây giờ, má tôi vẫn chưa tìm được gì. Tôi hỏi, má tìm làm cái gì? Má tôi nói, để cho hai người gặp lại, coi thần trí bà mày có đỡ hơn không. Bây giờ thì ba tôi cũng nằm xuống. Ông nằm ở lớp mã thứ ba, trên cái liếp chôn các ông bà. Má tôi vẫn không ngừng tìm kiếm gì. Hỏi để làm gì? Má tôi nói, để cho dì hay, và nói với dì, nếu sống mà không gần được, chừng nào chết, mời dì lên nằm trên đất giường tôi. Đó là nỗ lực cuối cùng má tôi làm, để chấm dứt cái cảnh ba nằm bên má, mà hồn vẫn vướng vào những dòng sông miên man chảy.